Shop ơi, em muốn nuôi một bé mèo. Shop có thể giới thiệu cho em một số vật dụng cần thiết khi nuôi một bé mèo được không ạ? Ok em nha. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là thức ăn. Đây là loại hạt khô hiệu Whiskas dành cho mèo con từ 2 đến 12 tháng tuổi. Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để mèo của bạn có thể hấp thụ và phát triển khỏe mạnh. Tiếp theo là các vệ sinh cho mèo với dạng hạt tròn, siêu bón cục, ít bụi và khử mùi hiệu quả. Có cát rồi thì không thể nào thiếu một cái khay để mèo đi vệ sinh đúng không nào? Một bộ như vậy có kèm thêm sẵn luôn nha các bạn. Một bộ chén đôi hình cánh tiên khá là dễ thương luôn nè. Loại này khá là tiện lợi, một bên các bạn có thể để thức ăn, bên còn lại có thể để nước. Chén inox có thể tách rời, tiện lợi cho việc vệ sinh, chùi rửa. Một cái ba lô vận chuyển để các bạn có thể đem mèo đi chơi, du lịch hoặc đem các bé mèo đi đến thú y. Đây là mẫu ba lô Hello Cat, một mẫu mới nhất ở bên shop. Được thiết kế bên trong khá là rộng rãi nhằm làm cho các bé mèo không cảm thấy khó chịu, gò bó. Bên ngoài còn có một cái ngăn kéo để các bạn bỏ một số vật dụng linh tinh của các bé mèo khi mang đi. Phần dây đeo được may rất là chắc chắn và tỉ mỉ. Bên trong có kèm theo một miếng lót để các bé mèo có thể nằm được thoải mái hơn. Tiếp theo là một chai sữa tắm dành cho mèo. Loại sữa tắm O2S này có độ pH vừa phải, không gây kích ứng cho các bé. Một cái lược chải lông. Đồ chơi cần câu mèo được thiết kế ngộ nghĩnh, dễ thương, bạn sẽ tha hồ đùa giỡn với chú mèo của mình. Cuối cùng là một cái nhà 2-trong-1 được làm bằng giấy cạc tông. Vừa có thể cho các bé ngủ và vừa có thể cho các bé cạo móng ở bên trong. Ngoài ra, bên shop vẫn còn rất nhiều vật dụng dành cho chó mèo nha. Bạn nào muốn mua hàng có thể nhắn tin vào bay cửa hàng thú cưng Loha Pet Shop để được nhân viên gửi hình và tư vấn, hoặc ghé trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ 166 quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An nhé.